Ôi cái anh này anh bị bệnh ông công an đúng rồi, nó bị ba mấy năm rồi. Ông công an đúng ba mấy năm là bị gì? À, nó đi đẹp trai lắm, nhưng muốn bao với Bắc Hà, ông công an thì xã đụng đó, xe xe ca đụng đó là chấn thương, nó về là lâu chưa, bị lâu chưa? Bị năm nay nó cũng 32, 33 năm rồi á. Ồ vậy hả? Vậy là bị nhỏ đó. Nó bị hồi lúc đó năm nay nó có 20 tuổi rồi, năm nay nó 50 mấy tuổi rồi. Ồ là anh tên gì? Tên Mỹ. Anh Mỹ ơi. Mê tấn Mỹ. Anh Mỹ. Mỹ cho thuốc nè. Anh uống thuốc không? Em cho anh. Nè nè nè. Nè. Rồi. Cho có quẹt không? Có quẹt không? Cho em mượn không quẹt. Có gì em quẹt vậy? Anh Mỹ. Anh Mỹ. Anh nhiêu tuổi rồi? Nè để dành hút luôn đi. Để dành hút luôn. Đi không không? Là bị tâm tâm thần là ba mấy năm rồi không? Rồi rồi rồi, ảnh ở trong đây vậy rồi. Ủa nhưng mà vậy rồi rồi, rồi tắm rửa sao? Xịt vô đại vô vậy đó. Trời ơi. Xịt đại có khi mở cổ vô được thì càng đậu đầu cho. Hai cái đứa vô cạo râu cạo già. Ôi là ỉa ỉa đáy này luôn hả? Trời ơi. Ôi sao mình nhà mình không dẫn ảnh đi bệnh viện? Rồi mấy lần rồi. Chưa đi qua bác sĩ trả về. Là năm nay ảnh được bao nhiêu tuổi? Năm nay nó 50. Tuổi thân đó. Tuổi thân đó không? Năm mấy tuổi là 53 54. 53 54 tuổi ha. Hồi đó có chị thiệt. Chạy điện đó biết qua 1 năm rồi bác sĩ kia. Ủa mà bây giờ cái vậy lúc mà vệ sinh là lấy nước bắn vô vậy thôi hả? Tắm cho đó, đi vô tắm rồi. Chứ không có ai tiếp cận được ảnh. Có ít lắm, mấy đứa cháu gần gần. Rồi, cảm ơn anh nha. Anh nhiêu tuổi rồi? Không biết đâu. Hả? 10 tuổi hả? Anh tên gì quên rồi, anh tên Mỹ. Anh Mỹ. Lê Tấn Mỹ. Anh Mỹ. Anh biết em là ai không? Thôi anh giữ đi, anh giữ anh hút luôn đi. Cậu này là ai Mỹ? Cậu này là ai? Đó, mọi người có thấy không? Cái người đàn ông này là bị tai nạn từ lúc mấy tuổi? Bị tai nạn lúc đó là 23 tuổi, bây giờ 30 mấy năm, 50 mấy tuổi rồi. Bây giờ là bị nhà giống như phải bóp khóa lại. Ủa mà nếu mà thả anh ra là bị gì cô? Thả ra nó đi 20 mấy ngày bên dịch giới, công an bắt đưa về đi dân quân tình hình đó. Mà ảnh có quậy phá vô không, hiện khô vậy sao không giờ thả là đi nữa, đi hai lần rồi, đi lần nào đi hai mấy ngày, trời mưa bão vùng á, công an điện chụp hình đi đăng tin có lãnh á, rồi tao nghe dạ. Hình bắt đi về là ỉa đái tiểu tiền, còn ăn sao lúc thuộc cơm ăn xong rồi đọc vậy. Anh ăn cơm chưa? Anh ăn cơm chưa anh Mỹ? Biết rồi, em biết cái đó, em biết mà. Ủa mà cái này cho em hỏi là dù ăn uống sao? Thì mới cơm lúc đó. Vậy hả? Ăn là lúc giang. Vậy hả? Ủa vì sao mình không cho ảnh đi tới lui cho canh mình canh? Đi luôn. Nó đi luôn. Nó đi luôn. Nó đi luôn. Còn không á, còn không thì mình gửi bệnh viện nó hay hơn chứ để gì. Bệnh viện không có nhận. Nó giờ là không nhận. Mình tốn tiền thôi, mình tốn tiền. Nhưng mà ai có tiền đâu. Giờ tiền ra mà gửi. Chứ nhà không có ba mẹ mất sớm. Là cô là cũng là em. Là dòng họ bên đây nè. Con. Dạ, dạ. Tôi là chị con. Là cô mà, là chị ruột hả? Mà tôi biết sao thằng này mà đưa thành phố là nó nhận chứ sao nhận chị Hường chứ không biết trời. Không, để em biết em. Để chị nói này nghe nè, bác sĩ Nhân Hòa điện lên chị nè. Ông nói đem đây. Sợ vô trong tầng quýnh. Có. Biết bao nhiêu. Đâu có đánh không. Có, bác sĩ nói gì nè. Mình tốn tiền. Nói gì, bác sĩ nói tại mình tốn bác tiền. Bác sĩ nói. Rồi không có bị cái gì hết trơn. Có, bác sĩ nói này, nói ngay tôi nói là bây giờ cho tên Lê Tấn Mỹ này đem về nhà đóng phòng nuôi. Ở đây điên thùng nó đánh quá đánh à. Nên nhưng mà anh cũng đâu có nặng gì đâu, thấy anh cũng bình thường mà. Nó liệt rồi. Chạy điện lên lên trời. Nhưng như là, nhưng không phải là đánh đập. Ý là anh nó không có manh động, ảnh ra đường anh đánh ta. Còn hồi đó, thì đó là anh thiền mà. Không, để nói cậu nghe, hồi nó đụng bên công an bỏ luôn. Tôi không có tiền, tôi mới cầm cái giấy nhà này 50 triệu cho tới bây giờ. Tôi cầm 50 triệu mà năm nào tới 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 tôi đi xin đầu này đầu kia để tôi đóng lời, đóng hạn cho người ta.
để chạy điện một năm, rồi bác sĩ kêu đem về là về hiện giờ cho tầm 50 triệu là cái sổ của nuôi nó. Là không lẽ cứ giờ vậy mà hỏi cô là không lẽ cứ xích cứ cột phá ảnh vậy kiếm luôn hả? Chứ bây giờ sao giờ ai đâu mà không nói không vậy? Chỉ còn cháu đó, không có điều kiện. Thích có mà nó thấy này bà này bà cứ nói là đi vô cổng không được hoài. Đánh đâu mà đánh người ta. Ghét rồi, bởi vì... Cô cứ kêu gọi điện thoại liên hệ bác sĩ lại tới nhà. Người ta vô biết không? Người ta làm gì không? Người ta sẽ giống như là chích cái thuốc an thần cho ảnh ngủ xong rồi người ta mang ảnh đi lên bệnh viện. Còn người ta biết sao không? Mình tốn một tí tiền. Còn những người mà tâm thần mà giống như nặng á, giống như cắn xé người ta vậy đó. Thì đó người ta sợ, tất nhiên người ta phải không phải là người ta đánh. Mà người ta dạy. Chị giáo hết cho bạn nghe. Bác sĩ nó chạm dây thần kinh thứ ba điện lạnh. Bởi mỗi lần là trời nắng không sao, mà trời mưa là nó rung đùi nó lạnh. Trời ơi, nhiều người bệnh được không? Được không, học tay gì đâu. Dơ chị Hà. Bà em thì đang cái trắng nó tới đây. Nên bác sĩ kêu là đưa nó về. Bây giờ trên giường á. Mấy chục năm rồi đó. Bà cũng bị bệnh nhưng mà bà không biết. Đi ra ngoài. Bà đi lượm gáo tối về mình lượm ngoài. Trời ơi, chân thọ. Đi bà. Đi bà. Cậu thấy gió nè, cậu ơi. Cậu thấy gió. Bà nhiêu tuổi rồi? 70 hả? Là nhà, ủa nhà là cô là cái gì trong gia đình? Cô, hả? Cô là cái gì trong gia đình? Em bà này. Em ruột luôn hả? Mà tôi ít ở đây á, ờ. Trước tôi đi làm cho Sài Gòn, nội đi em. Được rồi. Để đi làm cho ta. Là cô này cũng bị luôn. Là cô này cũng bị luôn. Hồi xưa bà không bị, bà mới bị đây khoảng từ đầu mấy năm nay. Là bị cái gì? Bị gì? Tim. Còn cô này, còn cô này. Dạ. Trời ơi. Ở này nhà của ba mẹ mình để lại ha. Thằng cháu nó về nó sửa. Mới sửa trong 2 tháng nay à. Chỗ cái nhà sửa cho nó chứ sụp tát. Cho mưa là nước tới đây nhà. Để nó về sửa cho nó lên nhà.